Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chương trình Kinh doanh và Pháp luật có nhận được yêu cầu tư vấn từ một thính giả với nội dung như sau: Năm 2016, vợ chồng ông D vay của bà H 600 triệu đồng. Để làm tin, hai bên đã lập vào công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản tại quận T của ông D, nhưng sau đó bà H đã tự ý hợp thức hóa nhà và sang tên căn nhà nói trên cho người khác. Do đó, ông D khởi kiện bà H yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng nói trên vì cho rằng đây chỉ là hợp đồng giả tạo mục đích chỉ để làm tin cho việc vay mượn tiền. Ông D đồng ý trả lại cho bà H 600 triệu đồng tiền vay. Bị đơn là bà H thì trình bày là sau lần vay tiền đầu tiên vì biết bà H có nhu cầu mua nhà nên hai bên thống nhất bán luôn cho bà căn nhà. Sau đó bà H đã đưa cho ông D thêm 2 tỷ đồng để mua luôn căn nhà nói trên. Tuy nhiên, khoản tiền này không có giấy tờ chứng minh bởi bà cũng đã nghĩ rằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng nên đã chắc chắn đó là tài sản của bà. Sau một thời gian dài thì ông D vẫn không hợp thức hóa nhà cho bà nên bà đã tự làm để đứng tên. Tòa án nhận định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông D và bà H là hợp đồng giả cách dùng để che đậy cho hợp đồng vay tài sản. Do vậy hợp đồng là vô hiệu, ông D sẽ hoàn trả cho bà H số tiền là 600 triệu đồng. Vậy, trong vụ việc nêu trên, ông D đã căn cứ vào quy định nào của pháp luật để khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông D và bà H? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Vương Thanh Thúy, khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào tiến sĩ Vương Thanh Thúy ạ. Thưa bà, trong vụ việc trên thì căn cứ vào quy định nào của pháp luật để ông D có thể khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông D và bà H ạ? Rõ ràng là chúng ta đi từ cái quy định gốc, đó là tại điều 124 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo là khi mà các bên xác lập giao dịch nhằm che giấu một giao dịch khác thì cái giao dịch giả này vô hiệu. Như vậy tương ứng với vụ việc mà chúng ta vừa mới theo dõi ở đây, rõ ràng là vợ chồng ông D có hai giao dịch xác lập bài mở. Thứ nhất đó là hợp đồng vay và thứ hai đó là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đây dùng để che giấu quan hệ thực sự, đó là cái hợp đồng vay. Xuất phát từ căn cứ là điều 124 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì ông D hoàn toàn có quyền là yêu cầu tòa án tuyên bố cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đây là vô hiệu. Vâng, thưa bà, vậy khi sử dụng hợp đồng giả cách, các bên có thể sẽ phải đối diện với những hệ quả pháp lý như thế nào ạ? Như chúng ta cứ nói đi nói lại về cái điều 124 ấy, thì tên của điều luật đó là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo. Như vậy thì ngay cái tên của điều luật chúng ta cũng thấy rằng là bản chất của cái hợp đồng giả cách hay là giao dịch dân sự giả tạo ở đây là vô hiệu. Theo điều 131 của Bộ luật Dân sự năm 2015, chúng ta có hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo rất là rõ ràng. Thứ nhất là cái giao dịch vô hiệu ở đây đấy, thì sẽ không làm phát sinh, thay đổi hay là chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Nói cách khác là ký với nhau thì ký thôi, chứ không có hiệu lực gì cả. Thứ hai đó là các bên sẽ phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, và thậm chí là nếu bên nào có lỗi mà gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường. Vậy thì với hợp đồng giả cách mà các bên đã ký ở đây thì ký với nhau rồi là trao tiền rồi, thế nhưng mà hiệu lực là bằng không dưới góc độ pháp lý. Thưa bà, qua vụ việc nêu trên thì các bên sẽ cần phải rút ra những bài học gì ạ? Và vậy liệu các cá nhân và doanh nghiệp có nên tham gia vào các giao dịch có yếu tố hợp đồng giả cách hay không thưa bà? Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên đó là cái ý thức pháp luật. Bởi vì tôi nghĩ rằng là thường mọi người có quan điểm rằng là cứ làm với nhau cái hợp đồng đi, cứ có giấy tờ đi, thế là yên tâm rồi. Nhưng mà rõ ràng ở đây qua cái vụ việc mà chương trình đưa ra đấy ạ, chúng ta ký với nhau hợp đồng rồi này, thậm chí hợp đồng còn là hợp đồng công chứng chứ không phải là hợp đồng viết tay. Thế nhưng mà khi mà cái bản chất của hợp đồng đã không đáp ứng được điều kiện nó có hiệu lực của pháp luật thì nó vô hiệu và các bên sẽ phải hoàn trả hết, thậm chí nếu có yếu tố gây thiệt hại thì còn phải bồi thường cơ. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải nhắc nhở với nhau rằng khi chúng ta xác lập hợp đồng thì chúng ta nên đảm bảo có điều kiện có hiệu lực, đặc biệt là đừng vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. Cá nhân tôi thì lời khuyên của tôi chắc chắn là không rồi. Ở trong quy định của pháp luật, hợp đồng giả cách hay giao dịch giả tạo là vô hiệu, mà vô hiệu có nghĩa là nó không có hiệu lực pháp luật. Có dùng hình thức gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là vô hiệu. Vậy thì các bên liệu có muốn là mất thời gian, mất công sức để mà ký với nhau một cái hợp đồng, sau đó nó chẳng phát sinh quyền và nghĩa vụ gì cả, thậm chí nó còn đi đến những cái yếu tố phải bồi thường thiệt hại nếu như có thiệt hại xảy ra. Vậy thì đối với trường hợp này, chúng ta nên có cái nhận thức khá là đầy đủ về chi tiết và không nên áp dụng hợp đồng giả cách hay là giao dịch giả tạo trong đời sống thực tế. Xin được cảm ơn bà.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.